Thưa quý vị, nước ối là một dung dịch quan trọng, đây là phần đệm giữa tử cung và thai nhi. Cạn ối khi mang thai có thể làm cho hoạt động của thai nhi bị hạn chế. Bên cạnh đó, sự co bóp của tử cung dễ bị chèn ép sẽ khiến thai nhi bị khuyết tật khi chào đời hoặc có thể tử vong nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời. Tuy nhiên, hiện nay với kỹ thuật can thiệp bào thai, kỹ thuật sản khoa mới và hiện đại nhất, không chỉ sản phụ mà cả thai nhi vẫn được đảm bảo an toàn. Mang thai đứa con đầu lòng đến tuần thứ 26, bệnh nhân này thấy xuất hiện các triệu chứng bất thường, hồi hộp, thấy con đạp yếu và ít hơn mọi khi. Ngay lập tức, bệnh nhân đã nhập viện tuyến tỉnh và được chuyển tuyến lên Bệnh viện Phụ sản Hà Nội. Sau quá trình thăm khám và hội chẩn, bác sĩ chẩn đoán sản phụ bị cạn nước ối, cần phải dẫn truyền ngay để tránh ảnh hưởng đến bào thai. Cách đây 1-2 tuần thì mình vẫn đi siêu âm đều đặn ấy. Thì bác sĩ có bảo là cạn bị ít ối thì bác sĩ chỉ bảo là ăn uống bồi bổ thêm thôi để theo dõi tình hình. Thì đến hôm qua thì là bác sĩ bảo là cạn ối rồi, phải lên bệnh viện phụ sản gấp đi, lên để can thiệp sớm đi chứ để thêm tuần nữa là không giữ được bé. Thì là mình có lên luôn, và hôm nay mình đến khám thì may mắn được các bác sĩ hỗ trợ cho mình chuyển ối luôn. Trước đây, những trường hợp mẹ bị cạn nước ối gần như thai nhi dễ bị ngạt khi tử cung co bóp mạnh, siết chặt vào thai nhi, dẫn đến suy thai hoặc tử vong ngay trong bụng mẹ. Hiện nay, với kỹ thuật sản khoa mới và hiện đại nhất, can thiệp bào thai có thể dẫn truyền nước ối trực tiếp vào buồng tử cung, giúp sản phụ và thai nhi vẫn có cơ hội được đảm bảo an toàn. Kết quả mà khi mà mình nhìn thấy con mình nó thoải mái, nó có sức khỏe, nó thoải mái thì cảm giác rất là hạnh phúc. Nói chung là nó không có gì để mà diễn tả được bằng lời. Cạn ối có thể xảy ra ở bất cứ thời điểm nào của thai kỳ, gây nguy hiểm cho thai nhi, nhất là khi mẹ chuyển dạ. Bác sĩ khuyến cáo, để phòng tránh cạn ối, các mẹ bầu cần ăn uống đầy đủ dinh dưỡng theo chế độ khoa học, bổ sung nước cho cơ thể. Bên cạnh đó, cần khám thai đầy đủ trong tất cả các trường hợp chẩn đoán suy giảm nước ối, thai phụ cần phải nhập viện ngay để theo dõi và xử lý kịp thời. Với những thai đã đủ tháng thì cần phải mổ lấy thai ngay để đảm bảo an toàn cho cả mẹ và bé.